3, 2, 1. Mình chào quý khách, mình là Đội Ngũ Hoàng Cường. Hôm nay Đội Ngũ Hoàng Cường mới cho ra mắt một sản phẩm mới. Hôm nay xin được quay video giới thiệu với mọi người. Trước mặt với khách hàng, đó là một cây tủ áo được bên Đội Ngũ Hoàng Cường chọn lọc. Một cây tủ áo nữ hoàng đỉnh trang, hoa văn, hoa lá tây. Với bề ngang của nó là 2m2. Chiều cao của cái tủ áo là 2m3, được chạm hoa văn hoa lá tây, cổ điển rất là đẹp nha mọi người, theo lối của Pháp. Được chạm điểm nhấn của cái tủ áo là hoa văn hoa lá tây. Cái tủ áo này gồm 4 cánh mọi người, cái tủ áo gồm 4 cánh nó đang trước mặt quý vị khách hàng là được cái tủ áo được chọn bông vân. Phần bông vân được bên Hoàng Cường chọn lọc là tất cả những tấm ván này là từ một khúc cây cắt ra và 4 tấm liên tiếp đi liền chung với nhau một cây, khúc cây được chọn lọc là bông nu rất là đẹp mọi người. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng qua cái bông nu này nhé để mọi người thấy thực tế hơn. Bây giờ sẽ đi gần vào để quay cho mọi người thấy rõ chi tiết cái bông nu này nhá. Đó, phần cánh bên trái. Chậm thôi. Đưa máy chậm. Nhìn rõ ánh sáng nữa. Bông nu được bên Cường chọn lọc 4 tấm cánh từ một khúc cây cắt ra. Ánh nắng nó hơi bị phản nên thành ra là cái độ chi tiết của video giới thiệu đến mọi người thì nó cũng không được rõ lắm. Một nửa thôi. Lại tí, đóng lại tí nữa. Dạ. Cây tủ áo này gồm có 4 cánh. Gồm có 4 cánh nha mọi người. Và một ngăn kéo ở dưới. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong là có cái gì, những cái phần nào, ngăn nào để mọi người có thể sử dụng, nó có ích ra sao. Đây. Mình sẽ mở một lúc hết ra 4 cánh luôn. Tủ áo này mình đã được khách hàng tin tưởng đặt để bán hàng hỗ trợ, rất là đẹp mọi người. Đặc chính của cái tủ áo là các bạn có thể để áo dài, mép hoặc là những cái đồ mà mình dài á. Sẽ gồm có một cây treo móc áo ở đây, rất là tròn và đẹp. Đó, đặc chính, hai cái cửa mở ra. Rất là rộng rãi nha mọi người, mình nói chi tiết ở bên trong nhé. Tiếp theo là bên hông. Đây là ngăn để gấp quần áo hoặc là để đồ của em bé hoặc là để đồ dùng của gia đình nhé. 1, 2, 3, 1. Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới là 4 ngăn. Mọi người có thể để đồ rất nhiều. Chi tiết của mỗi ngăn mình sẽ đo cho mọi người xem. Nó sẽ có là chiều sâu sẽ là 42, chiều cao cũng là 42 và chiều ngang là 52. Đó. Gồm 4 ngăn, mọi người cũng có thể để đồ thoải mái, rất thoải mái nhé.
áo này. Bề ngang của nó là 1m2 thôi. Rồi bên này vẫn có thể quần áo dài treo bên này luôn, nhưng có một ngăn ở đây. Đó. Mọi người không thích thì cũng có thể lấy cây tô vít để tháo cái này ra. Đừng đồ được cao hơn, dài hơn, nếu không mọi người có đồ dài. Tất cả bên trong đều được sơn láng bóng và sạch sẽ. Và cây phủ này hoàn toàn có thể tháo giáp ra để mang lên lầu để giao cho các khách hàng nhé. Hôm nay mình làm video để giới thiệu thực tế và chi tiết đến mọi người để mọi người có thể biết được sản phẩm bên Hoàng Cường. Đó. Bên trong được sơn vết rất là rõ ràng, mình sẽ quay chi tiết bên trong hết một lượt cho mọi người xem. Quay chi tiết bên trong hết một lượt cho mọi người xem. Cái tủ áo này là gồm 4 bản lề đấy mọi người, rất là chắc chắn, không sợ về tăng về điều gì. 4 bản lề rất là chắc chắn. Cái tủ áo này được làm có đỏ 100% nha mọi người, được chọn lọc 4, được chọn lọc 4 cây cánh này đều là đu gỗ đỏ. Mình xin nhấn mạnh với mọi người đây là cây tủ áo gỗ đỏ 100%, 4 cây cánh này được làm từ đu gỗ đỏ nha mọi người. Đây, mình sẽ xoay và được gắn bánh xe ở dưới, mình sẽ xoay đằng sau ra. Đây là bên hông của nó, tất cả ván đều được làm 1 phân rưỡi, cùng cánh là được 2 phân rưỡi cho mọi người. Ván 1 phân rưỡi cạnh khung nữa là 2 phân 7. Đây là đằng sau lưng của nó. Trước mắt quý vị là phần lưng của cái áo cũng được chọn lọc rất là kỹ lưỡng và dàn khung xương rất là chắc chắn. Ván hậu này của mình thì là 1 phân nhé, ván hậu đây là mình làm 1 phân. Dàn xương này rất là nhiều, 1, 2, 3, 4 dưới là 5 cây xương, đây là chưa kể dàn khung. Ở đây thì là 4 cây xương, nếu mà tính cả ở dưới này, ở trên này thì là 6 cây cây xương để giữ cái tủ áo này mọi người. Tìm này cao quá, không trèo lên, không trèo lên quay cho mọi người xem. Đây, cao quá. Người có thể là thấy mình một người nặng hơn 65 kg mà mình không lên cái tủ áo mà không thấy cái tủ áo nhất hay là không thấy cái tủ áo có thể làm gì. Được chạm hoa văn, cũng được chạm hoa văn hoa lá tây với 2 đầu để mình có thể, cái này làm rất dày nha mọi người, 2 đầu để mình thò tay vào mình kéo ra, không cần phải bắn bắn lên rồi, cứ chạm hoa văn hoa lá tây là đẹp. Rất là đẹp, phần bên trong của cái ngăn kéo này mình sẽ đo cho mọi người nhé. 96 người nha. Sâu thì nó khoảng 3 tạ cho mọi người, lâm rãi gấp đồ đạc, đồ sách cũng là thoải mái luôn. Giới thiệu phần giới thiệu chi tiết đằng sau, bây giờ sẽ mời mọi người thức qua cái tủ áo này một lần nữa.
xong cái tủ áo một sản phẩm mới ở bên đội ngũ Hoàng Cường tới mọi người. Mọi người có nhu cầu đặt hàng hay là muốn tư vấn thiết kế nội thất, giường tủ bàn ghế hay là đồ gia đình văn phòng á, thì xin mời mọi người liên hệ qua số điện thoại 0933 395 673. Cái số điện thoại của Cường cũng là Zalo luôn, hoặc là qua fanpage của Cường là đồ gỗ Hoàng Cường, hoặc là Facebook là Hoàng Cường, hoặc là kênh YouTube đồ gỗ Hoàng Cường. Phần giới thiệu mình cũng đã xong rồi, thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé. Xin chào.